như vậy là chúng ta đã đi đến trận đấu cuối cùng của buổi tối hôm nay. Trận đấu cuối cùng của vòng 1 giải bóng đá Trương Minh mở rộng Cúp Soa qua lần 1 năm 2020. Và ngoài việc các quý khán giả chúng ta có thể theo dõi trực tiếp tại sân bóng Trương Minh, chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi trên nền tảng Facebook. Thêm một cú pha bóng nữa. Huy Hùng đội trưởng khá nguy hiểm, bóng tìm đến cột dọc. Đó là một pha câu bóng có chủ đích rất đồng đảo. Trận đấu chúng ta thi đấu liên tục 30 giờ kể từ 17:30. Dứt điểm, cú sút thì vọt xả, Tiger đã bị trượt chân. Rất hay, vẫn còn. Ý đồ là rất tốt. Ôi, không vào. Rất đáng tiếc dành cho Tiger. Một phân bóng rất mạnh, đánh đâu. Suýt chút nữa đã làm nên chuyện. Huy Hùng. Đường truyền dành cho Hoàng Anh, vẫn là Hoàng Anh. Không được. Không thể vượt qua được cái bóng hoa tím. Rất hay, cơ hội dành cho Tiger. Đó là một đường truyền rất đáng tiếc dành cho Thạch. Thêm một đường truyền nữa dành cho Hoàng Anh. Vẫn còn. Cú sút rất hay. Có thể nói là một siêu phẩm dành cho đội trưởng bên phía Tiger. Cú sút điểm không chê vào đâu được. Và có lẽ điểm 10 là còn thiếu. Khánh Duy đã có pha xử lý tuyệt vời. Bóng mà đội trưởng bên phía Tiger rất dụng để có được những tình huống phản công sắc bén. Vẫn đang là 6:30. Cú sút tốt. Có được lợi thế với bàn thắng dẫn trước. Rất nguy hiểm. Rõ ràng Tiger cũng không cần phải quá vồ vập trong những tình huống tấn công của mình nữa. Thanh Bình, vẫn là Thanh Bình. Đường chuyền, cơ hội dành cho 6:30. Không vào. Phản công dành cho 6:30. Phá bảng. Nguy hiểm. Bóng tìm đến Giang Hằng. Đức Thắng. Đánh đâu. Phá bảng. Đường truyền là của Xuân Trường. Thêm một cơ hội dành cho Tiger. Vẫn còn. Nguy hiểm. Bóng vừa dội sang ngang. Lưu Hải. Phá bảng. Nguy hiểm. Ôi, không được. Trong vòng cấm địa và rất hay. Cơ hội dành cho 6:30. Ôi, vẫn còn. Kỹ thuật quá mất rồi. Vẫn còn cơ hội dành cho Tiger. Dứt điểm từ xa. Quyết định táo bạo được Minh Đức. Đường chân không được. Con bóng rất kinh nghiệm của Văn Thắng. Dứt điểm. Phản công dành cho Tiger. Đường chuyền quá nhẹ. Sau đó thì hậu vệ. Ôi, rất nguy hiểm. Và tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho Tiger. Có lẽ đó là dấu chấm hết dành cho các cầu thủ 6:30 trong trận đấu này. Thời gian còn lại là quá ít. Và trong một tình huống như vậy, à, phòng ngự. Dứt điểm từ xa, không vào. Hóa đèn. Rõ ràng hơn dành cho 6:30. Anh là cầu thủ có tố chất kỹ thuật tốt trong đội hình của các cầu thủ bên phía 6:30. Nhưng bây giờ thì bàn thắng thứ hai vẫn chưa phải là đóng hòm, mà bây giờ thắng này mới là đóng hòm. Cú sút quá đẹp, không thể có một tình phẩm gì hơn dành cho cú sút đó. Quá mạnh, không, thậm chí họ còn dâng lên ngay cả phần sân đối phương để không cho đối thủ chơi bóng. Hết giờ. Cuối cùng thì trận đấu thứ ba buổi tối ngày hôm nay của vòng 1 giải bóng đá Trương Minh mở rộng Cúp Soa Qua lần 1 năm 2020 đã chính thức khép lại với tỷ số đậm đà là 3-0 dành cho
Tiger. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho đội bóng tím với vô số những cơ hội mà mình tạo ra. Khi đó thì 6:30 họ sẽ cần phải cố gắng rất nhiều trong 4 vòng đấu còn lại nếu như muốn cạnh tranh về thành tích. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại phần bình luận trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ vòng 1 bóng đá Trung Minh mở rộng Cúp Suwa lần 1 năm 2020.